công ty đối tác gây sức ép với công ty Lala trong việc ký kết hợp đồng. Người đại diện công ty đối tác cho rằng đối thủ của Lala trình độ bình thường nhưng biết điều. Anh ta đồng ý ký hợp đồng chỉ khi Phương, Việt Hoa đi Đà Lạt cùng. Trong tập 15, Mai Anh nói rằng hiểu tính Gia An, Lạnh Thanh nhưng cô bắt buộc bất chấp mọi thủ đoạn để nối lại tình xưa. Sau đó cô bắt Trí, Trung Dũng đem cây phong thủy vào phòng làm việc của Gia An để đuổi luồng khí 13. Không chỉ thế đâu, em sẽ làm việc ở đây, ngày nào anh cũng thấy em. Em không thể để Gia An tự do, tự tại trong thời điểm này, Mai Anh nói. Gia An hỏi Trí về Phương, Việt Hoa vì anh không thể liên lạc với cô. Trí nói rằng giờ này không thể gọi Phương được vì cô đang bận hẹn hò. Tao hẹn thằng em đi ăn, vô tình thấy chị Phương, hình như đang đi với người yêu, Trí kể. Thực chất, Phương có hẹn với đối tác để bàn chuyện ký hợp đồng. Bên đó họ bình thường thôi nhưng họ biết điều, đại diện đối tác nói. Phương nhượng bộ và nói Lala cũng sẽ có ưu đãi cho công ty đối tác. Tuy nhiên, người đại diện từ chối và đưa ra điều kiện, ưu đãi gì cũng không cần. Tuần sau anh có chuyến bay vào Đà Lạt, nếu em đi cùng với anh, chúng ta sẽ ký hợp đồng trong đó. Cũng trong tập 13, bà Tâm, Phương Hoa tâm sự với bà Lan về nỗi cô đơn ở viện dưỡng lão. Bà nói rằng phận đơn trước nản lắm, tôi không chồng, không con vào đây những tưởng gặp được đúng người để lúc về già có người bầu bạn, nhưng người ta hững hờ, bà Tâm nói. Phương quyết định như thế nào? Gia An có đồng ý với việc Mai Anh đang làm. Tập 15 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21 giờ ngày 13 tháng 6.